Rồi hello, chào anh em nha. Sáng nay mình vào cua hiệu đây, cua camera mình sẽ đi bãi nhầm theo nhiều bình luận của anh em trên kênh này. Mấy anh em lúc trước mấy anh em rất thích mình làm thêm phần 2 mà mình đợi cho nhầm nó hơi lớn một xíu, nên hôm nay mình sẽ làm lại clip đi bãi nhầm nha. Rất nhiều anh em thích clip mình đi làm đi bãi nhầm này. Nhông trước đó nó đầu mùa này nó hai nhỏ, nên mình đợi đợt này nhông hai to một xíu á, mình sẽ làm cái cây bánh nhông cho em xem. Cái nguyên lý hoạt động đơn giản này, mình có cái thằng bạn ở dưới á, khi con nhông nó bò lên nó đạp con cò thì nó sẽ vướng vào con cò này thì nó sẽ thét nha. Mình ngọc dài lại nên này nhông thì người ta bẫy nó cũng nhiều, nên bây giờ biết cái này mà không có từ lúc trước nhông rất là nhiều luôn. Mà đi vào dạ chỗ nào mà thấy không, mình đi vào dạ chỗ nào nó mát 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 mình sẽ fix máy quay cho anh em xem nha. Cái này trời nắng quá mình không có thể chụp ra ngoài cho mình xem được rồi. Nhông ở mình không có nhông đỏ, ít lắm, lâu lâu mới gặp được một con. Thấy mấy chỗ xa của anh em, thấy anh em bẫy nhông khá là to. Nhông thường như phải nhông đỏ này mà. Nhông đỏ là hình như giống nhông đực hay sao. Đây mình đặt 27 nha. Em đi dò dạo. Xem chỗ nó khó mình sẽ đặt rồi. Mình sẽ đặt những cái bẫy tiếp theo cho anh em xem nha. Mình phát hiện thêm đây có một cái hang nữa anh em ơi. Mình sẽ đặt hang nữa này ngoài giữa đường luôn. Đó. Đặt cái bẫy anh em ơi. Thì nó dưới nó chuồn lên nè, dưới nó leo lên này có cái thằng lạng này phải không, ở đây nó đá con cò thì cái cần nó sẽ bung lên. Sao như mấy em đạt được anh em số 7 rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi đạt những cái bẫy còn lại nha. Trời khá là nắng nha em, đi đạt hết bẫy rồi sau đó mình sẽ quăng lại mình thêm những cái bẫy mà mình đã đạt lúc đầu nha. Mình vừa phát hiện thêm một cái hang nữa nha anh em. Hiện một hang nữa mình sẽ đặt thêm cái bẫy ở dưới đây và mình sẽ fix cái máy quay ở ngay chỗ hang này để mình có thử mình có bắt được cái khoảnh khắc cái nhông nó mò ra bẫy không. Đây nó nhão hay nhão này nè, không phải khác. Nhông cách đây khoảng 10 mấy năm trước đó, rất là nhiều luôn. Mấy năm trước là mình hay ra nhà cái phía cậu của mình ở ngoài biển đó. Trước đó, nhỏ mình đi theo chứ con cậu là 7 là có bán có 200 đồng một con này nè. Rồi nhông càng ngày càng hiếm. Sẽ fix nó quay ở chỗ đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy mình fix nó quay để
hy vọng là con nhông nó mò lên là máy quay nó sẽ bắt được cái cảnh mà con nhông chung lên nha. Đây mình phát hiện một bãi đây là bắt cò nè, một con nhông đầu tiên này. Trong đây cũng hơi nhỏ chứ không có to nè anh em ơi, một con đầu tiên bãi đây, hiện thêm một cái bãi đây cũng đã bắt này. Đó anh em thấy không, có nhông nha. Đó, con thứ hai anh em ơi, hai con nhông cũng nhỏ nhưng có to. Chỗ đây mình đặt bờ bảy à, bờ bảy mà dính được hai bảy, không biết cái bảy bảy kia có cái quả gì không. Đâu ta, bảy nhông dễ bị lạc đó. Nè, đây còn nguyên, được hai con đầu tiên nha anh em, hai con đầu tiên cũng khá là ổn đấy. Mới phát hiện thêm một cái hai nhông ở đây nữa anh em ơi, hai đây là to lên trên cây miếng đá này, là cạn đó thì nó chung vô cái bẫy của mình nha. Sớm như mới hai con anh em ơi, nắng quá trời nắng luôn rồi mới được có hai con. Đây mình cứ kiên trì bẫy tới khoảng 11 giờ trưa, từ một cái kém rồi mấy anh em mình sẽ về nha. Nhân được đã ít quá, anh em đáng đi bẫy nha, lâu mới có đủ anh em làm thật. Mình phát hiện ra một cái bẫy của mình đặt trong đây có dính hàng nha mà, vô nhìn vậy đi chúng là khó lắm nha mà. Thứ ba nha, chú là có nước tình này mình đi nói có gì đâu mà ở ngoài này có một con mới chạy ra đấy, đằng đây con thứ ba. Sớm mình thích cho máy quay 3-4 chỗ mà sao không vô anh em ơi, nó biết có máy quay nó ngại không biết. Tiếp tục mình sẽ fix máy quay vô đây thứ này, sớm giờ mình fix 3 hang mà chưa có chính, chưa có hang nào để bắt được cảnh khoét cũng nhau quá này anh em ơi. Bây giờ mình sẽ thích một cái máy quay lại cho đây để mình xem thử nhân này nó khôn cỡ nào mà sao mình cứ đặt máy quay là không dính này. Tháp nhân này là con thứ ba này mà cái máy nhân đầu mùa này cũng hơi nhỏ. Cũng thẳng với nhân ít mà nó xảy nó là xem rồi được ba con nha. Mình phát hiện còn cái bãi đây cũng bắt cò anh em ơi, mấy con này. Còn thứ tư ít quá anh em ơi, đi nhận bán sáng giờ chưa dính.
có hụt cái bẫy này, mà nó phít máy quay nè. Bẫy mà nó phít máy quay mà không chính. Cuối cùng mình lấy máy quay rồi mới kẹp, mà để con gạch này nè. Phít máy quay cuối cùng giỡn máy quay rồi nó phải dính. Điên đầu quá mà. Quá ủng luôn nè. Wow. Có con em còn rồi. Cắn mày. Con này cũng trồng trồng rồi. Đưa sao anh em còn vậy. Ít quá. Ăn được hơn chục con rồi. Ở với mấy con rồi. Con thứ này mà chút nó quay sớm giờ bốn năm năm hàng con bự này mình thiết cái mình lâu quá mình lấy ra cái nó lại dính mình thấy nhỏ quá nhỏ luôn. Mình cắn đều lắm nha anh em. Đúng nhỏ này thiệt mà. Số quá nhỏ này mày. Biết mày dây sáng mình tìm cái dây mà sao nó không có một cái dây nào. Sẽ bắn con à. Đây mày. Hàng này dính nha. Nó là túc vào đây luôn. Nó túc vào sơ. Để sửa lại cho nó ngọt chết. Ít quá đưa xuống cái bụng nó không khác nha. Giờ mình đi đặt những cái bẫy tiếp theo nha. Rồi quá nén à, nén kinh khủng luôn. Mình phát hiện một cái bẫy nhân này đã sập rồi anh em ơi. Bẫy đập xóm rồi được nha. Em con dưới bên kia em con mà chạy mất con còn bốn con là chín con còn con thứ 10 xong. Còn cái bút phía trang này nè. Còn khá to. Wow, con mập này. Được chụp con rồi anh em ơi. Hôm nay cũng nhầm cũng hơi ít nha. Nên mình cố gắng 7 sáng giờ mà mới có 10 con rồi. 11 con sẽ mất 1 con. Rồi mình phải dính thêm một bẫy nữa anh em ơi. Đúng máy nó khôn và nó dây nó kéo sâu rồi nè. Đặt phít máy quay thì nó không dính. Phít máy quay thì nó không dính mà cứ thở máy quay là nó dính nó rồi. Khôn thiệt. Được rồi, mới có 11 con rồi. Nên là ráng bẻ thêm để có về làm thịt cho anh em xem chứ. Mới có được 11 con. Nè con sẽ lấy một con. Rồi càng lên đây nè. Rồi nên em quyết định là bẫy đang ráng bẫy thêm vài con nữa nha. Giờ quá nén một khát nước rồi. Chín một con nữa. Thét cổ lâu quá muốn chết rồi. Xíu cho xíu nước bùa vô là nó sống lại nha nè. Ồ, chắc dính lâu, nhông hẩu à. Được 12, 13 con rồi anh em ơi. Giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Anh em bẫy xíu nữa là mấy em mình về nha. Anh em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mình phát hiện một cái bẫy của mình bên đây. Nó đã bật cò rồi anh em ơi. Rồi, một con tiếp theo. Nhưng mà nó không bự nè. Kệ có bao nhiêu xài đỡ anh em ơi. To nhỏ giờ bẫy luôn chứ bây giờ thấy hàng làm bẫy đại dính được con to nhỏ cũng mừng rồi anh em ơi.
cũng được mười mấy con à. Cũng ngang số lượng mình với Vũ bữa bảy thôi. Hai cái bẫy mấy nay mình tạc trên khu đây tạc bạc cò rồi nha này. Đang chơi phút kia đây. Con nhắc bẫy bên đây mình thì nó bật lấy luôn rồi. Đây luôn này, im luôn. Hai con sự quá nắng luôn. Anh em mình còn qua vài bẫy nữa, anh em mình ngồi chắc đợi nghỉ ngơi tầm nay một phút nữa anh em thu bẫy mình đi về luôn anh em ơi, giờ trễ quá rồi. Em ơi, mình chịu một hai nhông có khó rồi. Mình có cái chung rồi. Ngày thế này rồi nha. Không có cái chung rồi nè. Ơi. Không có thấy chân vô. Đấy, bảy cái dòng cực khổ lắm em ơi, khó. Có lúc không. Còn đây vô thằng nào. Tôi có nhà nó cho vô, nhà nó cho vô nè. Vô sợ mất đồ á. Cái tay nó đeo quá. Xeo gần cái phải nhiều này nó được nó thôi nha. Mấy anh em mình đã vừa về tới nhà này. Để mình xem thử dính được hết được bao nhiêu con. Một bảy, hai bảy. Ba con. Bảy ép đi vào. Bốn con, năm con, sáu con, quắn tùm lum mà sáu con, bảy con này, tám con này, chín con này. 14 con anh em ơi, 15 con. Được 15 con. Hồi sáng giờ. Chung cũng không có được nhiều lắm. Đêm 22 7 mới dính được 15 con. Cũng cũng ít nhông chứ không có nhiều anh em ơi. Bữa mình vũ 7 cũng được 15 16 con, bữa nay mình cũng 7 cũng được tầm tầm bao nhiêu đó à. Nhông này cũng chưa được to lắm à. Mình phát hiện ở trong cái vườn kia nhông khá to luôn anh em ơi, mà không có biết đường nào mà chung vô được cái vườn cây đấy. Chủ nhà người ta khóa hết hàng rào lại. Cái vườn đấy mà mình đi vô được mình bẫy gọi là đúng bài luôn á. Nhông to to, nhông trong đấy là sai cỡ đây to trở lên nè. Cỡ đây trở lên không có, mình không thấy nhông nào nhỏ nhỏ đâu. Chạy nhông sai mị mị không, tầm ký có 25 con, to lắm. Bây giờ mấy anh em mình sẽ làm sạch sẽ cái món này rồi anh em mình sẽ nghiên cứu làm cái món gì để quay cho anh em xem. Đây là thành quả của anh em mình làm từ sáng giờ này anh em ơi. Bị bẫy rất là nắng luôn. Đi đuối luôn mà được có mười mấy con này.
sao dù sao là cũng công sức của mấy anh em mình, hai anh em mình bỏ ra, dù sao cũng trăng trẹo anh em ơi. Là quá đó, mình chưa về lại cái nhà đất của mình nên hôm nay mình quyết định mình về lại nhà đất của mình, quay lâu lâu một hai clip cho anh em xem. Hôm nay mình quyết định là làm món nhông cuốn lá bầu nướng nha. Đó, đây là lá bầu mình mới hái, lá bầu non nha, mình mới hái nhà cô Hiệu nè, lá bầu non mình thấy anh em ngoài Bắc cũng hay nướng mấy cái món ăn với lá bầu này mà anh em mình chưa bao giờ thử, nên hôm nay mình quyết định bình thường mấy anh em mình thường hay nướng với lá lốt được kẹp lá chuối nướng, nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ nướng nhông với lá bầu xem thử cái vị nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ xét gia vị, củ hành, ớt này, ớt đỏ này thì mình sẽ xíu nữa mình giả chung với củ hành và nghệ củ sả, còn ớt tím này mình sẽ chỉ làm tư xíu nữa mình sẽ nhét vào cái bụng của nhông anh em ơi, làm ba làm tư cũng được. Đó, ớt tím này anh em thấy nhìn nó lạ không? Ớt tím nó ăn rất là thơm và giòn nha, nó ke thì cũng ke vừa phải, nó không có ke hung đâu, ăn nó rất là giòn và ngon. Tím ở nhà mình nè, má hái xem nồng quá lắm, nó rất là thơm, với cái độ ke nó thì tầm cỡ xé bảy điểm mà, chứ nó không có ke quá, nhưng cái độ thơm thì cực đỉnh luôn. Ớt đỏ thì so với độ thơm và độ giòn của nó thì không có cửa đâu. Này mình sẽ làm món nhông nướng lá bầu, chưa bao giờ mấy anh em mình nướng món nhông với lá bầu, hôm nay làm thử có lạ vị không. Anh em mình nướng lá lốt, lá chuối, nướng hoài. Sáng mình này phát hiện mát cái vườn cây anh em ơi, cây nhông to lắm, to mà nhiều đó, mà người ta khóa cửa hết trơn à. Chắc nhông đấy là chắc rất là lâu rồi, không có ai vô trong đấy bẫy được, nên mình thấy nhông nhiều và to cực kỳ luôn. Nhông đấy mà mình xin được vô cái vườn cây của người ta thì mình đánh bẫy thì đúng bài luôn. Tím này anh em ăn sống vẫn ngon nha. Xíu nữa mình cuốn, mình sẽ kẹp và lá ớt tím vô. Đây, ớt tím xíu nữa mình sẽ bỏ vào bụng con nhông nha. Còn bây giờ mình sẽ giả phần củ hành, ớt, nghệ và củ sả, giả cho thiệt nhuyễn, rồi sau đó mình sẽ úp với cái số nhông này. Số nhông này sáng mấy anh em mình bẫy đây anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành úp gia vị nha anh em. Đây gia vị mới nãy của nghệ nè, hành, ớt, sả mình đã gia nhuyễn, và đây là ớt tím. Tím xíu mình sẽ bỏ vô trong bụng của con nhông nha. Cứ màu ít anh em bỏ gia vị nhiều vô là đầy, đơn giản. Bột ngọt. Úp vừa xíu mình chấm thêm ớt nha anh em. Xíu đường. Muối. Sẽ ăn trúng một muối ăn cho đã. Cuối cùng là nước mắm nha. Sau đó là dầu ăn bỏ vô. Này mình nướng cho nó đỡ bị khô. Đây mình trộn đều. Trộn đều mình để trong vòng tầm 20 đến 3 phút thì mình sẽ bắt đầu mình cuốn lá bầu và mình nướng nha. Món này mình nhậu, mình nói thật sự là đỉnh của đỉnh luôn. Úp lâu lâu một xí cho nó thấm gia vị. Đảo đều nha anh em. Quá đã luôn. Đây mình sẽ đợi con nhông nó thấm rồi bắt đầu mình sẽ cuốn lá bầu. Bây giờ nha, thịt nhông đã thấm rồi nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ lên mình cuốn. Nhông cuốn lá bầu. Do vậy mình bỏ lên ớt đây, mình sẽ bỏ vô cái phần
thịt con nhông. Do vậy đánh đâu anh em, cuốn đầu tiên sẽ ghim cây lại bỏ vào này. Món này khá là lạ này mày, không biết nó có ngon không này, nhưng mình thấy nó khá là lạ so với mình nha. Bây giờ team mấy anh em mình chưa bao giờ làm cái món nhông nướng kiểu như thế này. Gấp kỹ lại cho nó khỏi chảy nước nha. Miếng ớt là nó xúc ra thì mình bỏ nó lại. Hai cuốn bầu to mà so ra cũng chưa là so chứ gì lắm. Ớt tím mà anh em nướng ăn vô cực thơm luôn. Bỏ gia vị vô đây cho xíu nó cho thấm. Anh em ra quán nhậu người ta bán những cái món này thì anh em nên gọi thưởng thức một lần. Nhông này, nhông anh em làm mà nướng xào gì cũng ngon, nấu cháo đều ngon hết nha. Đó. Xíu mình sẽ bỏ nó vậy, mình kẹp nướng nha. Cái bầu to phình lên rất là bự luôn. Còn nhông bự nè, nhông bự phải chơi lá bầu bự chà bá luôn. Nhông này so ra, con này so ra to chứ còn mình không có so với con nhông đỏ được nha, vì nhông đỏ thì nó là cái size to hầu giờ nên mình không có so sánh. Đây còn nhông cái sao anh em ơi, mình thì mình cũng không có rành nữa. Những cái đuôi hôm nay mấy anh em bận hết, không có ai ăn chung với mình. Cũng mập với mấy anh em bằng like TikTok với Facebook à. Quá đã luôn. Mình thấy chạm đến dứt cái cuốn này là 3 ngày luôn nha. Một cục cái cuốn đó, rất là to luôn. Đó là bầu à. Bự à. Cuốn ăn nhau đã. Em thấy không? Ớt mình cứ một con mà làm cho hai cái ớt như thế này thì ăn là ba phê. Gia vị thì mình cho thêm vô mình kém lại. Cho vị này, miếng ngon nè. Nếu mình giả mớ ớt đỏ và bây giờ cuốn thêm ớt tím nè. Anh em nào không ăn ke thì chắc dùng không được món này đâu. Thì mình làm khá là ke. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn hết cái số nhông còn lại nha, rồi mình sẽ sau đó mình sẽ bỏ lên bếp mình nướng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nướng cái số nhông này, anh em ăn cuốn này anh em. Nướng phần nhông này, nhông cuốn lá bầu. Quá đã luôn. Đó. Hôm nay mình đã chuẩn bị muối ớt và rau xà lách. Xíu nữa mấy anh em mình sẽ ăn kèm. Giờ cũng đói không à. Quá thơm luôn. Bây giờ mình thấy chắc món nhâm của mình đã chín rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ ghép ra ngoài đây. Giờ đó hung à. Ngồi cháy lá bầu luôn. Ớt này miếng ngon nè. Quá đã luôn nè.
thứ hai lần mới hết à. Y bộ bài luôn. Giờ mình sẽ gác số nhông còn lại lên. Anh em bữa đã đợi thì ít nhưng chất lượng nha anh em, ít mà quá là chất lượng luôn, quá đã luôn. Bây giờ qua đây mình sẽ review thử một con, sau đó mình và của camera vô sẽ thưởng thức nha. Đáng quá anh em ơi, thằng lá bầu rồi. Đây mình lấy ra nó sẽ đặt mình lót ở dưới để review anh em xem cái phần nhông bên trong này. Nếu anh em ớt đồ đầy đủ không, đã không, quá ném luôn. Thì mời anh em nha, dùng thử trước một miếng rồi sau đó mình sẽ chấm ớt nha. Wow, ok. Thật sự ngon. Quá ngon luôn. Đúng bạn anh em. Chấm nhuyễn chút mớ à. Cái phần gia vị bên trang á, của sả, của nghệ nè, ớt nè. Em thấy cái miếng ớt không? Tím nè. Đó. Mời anh em nha. Wow. Không còn từ gì để nói anh em ơi. Đến thật sự luôn. Wow. Tuyệt vời luôn. Bây giờ mình với cô Hiệu sẽ vô thưởng thức cái món nhâm này. Hai anh em mình thưởng thức ăn cho vui nha anh em. Rồi anh em ơi, bây giờ mình với cô Hiệu sẽ vô dùng chung cái món nhâm nướng lá bầu này nha. Đói bụng không Hiệu? Nhìn thấy quá đã luôn. Quá đã. Đâu, anh em mình, anh em mình sẵn làm mẫu anh em một bài hủ cho vui. Nán quá anh em, ở quê mình dạo này nán kinh khủng luôn. Rồi, mình mời anh em nha, cho em. Dạ, mời anh em nha. Wow, đúng bài luôn. Đâu, Dũng Hiệu ơi. Dạ. Anh em. Còn em thấy miếng nhông đã. Cực kỳ đã luôn. Mời mọi người nha. Được rồi luôn. Lúc trước mấy đêm mình thường hai nướng lá lốp anh em. Hôm nào anh em mà có rắn mối anh em nướng thử cái lá bầu rồi. Ăn cực ngon. Đúng không? Mình nhớ cách đây khoảng 3 tới 4 năm mình mấy anh em mình có ra ngoài Bắc. Nó lên bởi vì có một chị nướng, đúng là bây giờ mình mới nhớ nè. Sáng giờ mình không nhớ, có một chị bà nướng cho mình ăn cái món trứng kiến nướng lá bầu. Ăn cảm thấy rất là ngon luôn anh em. Hợp lý. Mời anh em nha. Tìm ra rớt à. Ngon hiệu. Mà ngon. Ngon. Mình thấy hơi cay nhưng mà rất là ngon. Đây lần thứ hai mình ăn nhân nhông luôn á. Lần thứ mình anh em mình nướng nó lóc đúng không? Dạ. Nay mình nướng nó bầu. Đỏ quá anh em à. Anh em mình lượm hết cái phần này đây luôn. Cực kỳ đỉnh luôn. Ăn em. Cay quá yêu. Mình ăn cay với em à. Mình ăn cũng cảm nhận thấy cay, mình ăn có do bỏ một con 2-3 lát ớt tím á. Ngon quá anh em ơi. Đâu cà uống em.
Trời nắng nắng làm một hơi bia đúng đã luôn. Con nhân và con nắng mối á, mỗi con có mỗi cái ngon khác nhau, nhưng con nào cũng ngon. Mà theo mình nghĩ mình thấy con đi bắt con nhông cực hơn con đang mối rất nhiều luôn. Nhông bắt đi đi đuối luôn. Các nhông mà đi đúng đuối luôn. Có mình vẫn hiểu mà, đi hoàng 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 hoàng. Từ 7 giờ mấy sáng mà tới 11 giờ mấy anh em mà mới bắt đầu đi về. Ráng cố gắng kiếm nhiều nhiều để quay clip cho anh em xem. Ồ, lá bầu cuốn gia vị nè, em hết trong này nè. Cà đấy, mình ăn bây giờ bắt đầu nó thấm cà nè. Đó không? Quá cà. Mấy nhầm nó khôn rồi á, mày cứ đẹp cái càm chỗ nào là nó không lên. Anh em ơi, tiếc máy quay chắc tầm 7-8 hàng á. Để máy quay không vào đi, không lạ ta. Mà mình lấy cái máy quay của mình mà fix ngay chỗ trước miệng hang là dính nè. Thật sự khó hiểu luôn. Anh em. Quá đã luôn. Đói bụng mà. Hôm nay mình nướng cho hết ăn hết còn mà mấy miếng ấy. Hôm nay mình dùng hết luôn. Đã quá. Mình ăn mình cũng cảm thấy cay á. Nên hiểu nó ăn cay là phải rồi. Mình ăn cũng cảm nhận là hơi bị cay. Đó, yêu quá tới bắt quá đâu. Còn ăn không? Dạ. Nở nước mình ăn. Ồ, ăn tối hết mồ hôi luôn. Không biết ở quê mấy anh em có nhông nhiều không biết. Những anh em ở Bình Thuận thì nhông thì nhiều rồi. Còn biết những anh em ở tỉnh khác á, không biết có nhông không? Có rồi. Dứt đem, cần kiến không? Ăn đây, ăn đây. Dứt nó nguội em. Dứt đây, anh nướng cái này nữa không? Ăn nguyên con đừng có xí. Cái này ăn nguyên con mới đã. Quá phê luôn. Đi cực mà ăn một phát là quá đã, giá trị. Ngon quá em ơi. Đây là miếng nhông. Các em ngon không hiểu? Cực ngon rồi. Quá ngon luôn chứ cực ngon gì nữa. Nè mà ăn mà tốt mà hôi vậy mới đã rồi. Ăn em. Khoái trời gió anh. Gió nó cứ đi qua đi lại. Không biết hướng nào. Thừa đỉnh cao luôn. Mình thấy mấy anh em ngồi bác nướng đồ ăn với lá măng cầu á. Măng cầu anh em ngồi bác gọi là cây na anh em. Mình gọi là cây măng cầu. Mà hồi giờ mấy anh em mình chưa bao giờ mà ăn thử cái lá na nó ra sao.
để hôm nào mình kiếm gì mình nướng thử với nó na thử coi. Thì thấy mấy anh em ăn thấy cũng thấy là lạ. Wow, Trọng Hiệu ơi. Ok. Cái món này ăn kèm mới ngồi nè mày. Coi phần miệng không à. Kèm quá đã luôn. Gỡ cái này mới thêm miếng nhầm. Không khó à. Ngon quá. Đó không? Của em. Thơm, đá. À, đúng bài không? Em bảy được 14 bốn còn á, mình cũng nhớ nữa. Hai anh em ăn rồi, tháp mồ hôi luôn. Wow, ngon quá, thật sự ngon. Làm tiếp em. Còn còn con hai con nữa ăn đi. Nhìn cái gia vị đúng phê luôn. Ớt của hành xả nghệ. Sưng mỏ luôn. Cảm hiểu. Sưng mỏ luôn rồi. Mình ăn kèm mà thấy kè á. Hiểu đấy, ăn kèm mà so ra cũng giỏi á. Mình đang liên hệ với mấy anh em phía bên biển để hôm nào mình đi quay lần biển cho anh em xem. Làm phát nữa, mình chào anh em luôn, kẹo quá. Quá xứng đáng, sáng giờ đi. Đúng rồi. Này quá xứng đáng. Đẹp mà giá trị. Rồi mà xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy ít nhưng rất ngon. Chắc bây giờ mình cũng xin dừng clip tại đây anh em ơi. Sáng nay mình vẫn có hiệu cũng anh em lúc trước cách đây khoảng mười mấy 20 ngày trước mình có làm clip bảy nhông với vô mập á. Anh em cũng thích cái chủ đề bảy nhông, anh em kêu làm phần 2 mà đợt trước mình định làm, mình kêu để tầm mười mấy 20 ngày cho nhông nó mập một xíu để mình bảy luôn chứ. Đợt vừa rồi mình bảy nó nhông cũng hơi nhỏ nè em ơi. Giờ chắc mình xin dừng clip ở đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Kè quá rồi anh em ơi. Cứng miệng rồi.